hello cả nhà nha em ý hân hoan chào đón cả nhà đã đến với kênh youtube của hoa lan như ý à, hôm nay em ý sẽ gửi tới cả nhà một cái lô nói chung cái lô này đa số sẽ chuyên về hàng đài hơn cả nhà ha và chia sẻ với cả nhà mở đầu cái video ngày hôm nay bữa trước giờ anh chị nào mà đã đang săn cái mã của đài loan 610 á, mà hiện tại nó sắp hết hàng thì em mời cả nhà mình cùng mà xông vào cái video này để mình tham khảo thì hiện tại em vừa mới nhập được một cái lô 610 Đài Loan, đây là cây đời đầu luôn cả nhà cho nên là đã được nuôi trồng thuần vườn và thân lá thì nó sẽ khá là to nha cả nhà, nó to hoàn toàn và nó to hơn trước những cái cây khác luôn. Thì mình không nói dông dài nữa Bây giờ em ý sẽ vào cái video chính Và vào cái vấn đề chính để chia sẻ cho cả nhà mình cùng tham khảo Như cả nhà biết thì một vài tháng trước Em ý có úp một cái hoa 610 nở tại vườn lên Và trộm vía cái video đó là được rất anh chị ủng hộ Rất anh chị ủng hộ rất là nhiều luôn và kể từ cái video đó trở đi là em biết không còn 610 để chia sẻ còn Nhưng mà còn những cái cây rất là bé hàng giống để chia sẻ cho cả nhà một cái cây 610 của Đài Loan Đời đầu thì hôm nay em biết sẽ lên Hy vọng rằng cả nhà mình có thể siêu tầm được một cái mã 610 Đẹp nhất nách luôn cả nhà Và đặc biệt hơn nữa Đây là cây đời đầu cho nên là thân lá nó sẽ rất là to Và hoa nó sẽ khá là đẹp nha cả nhà Nay mưa đó, cả nhà kiến nó lên quá trời Em sẽ khoe với cả nhà những cái chậu tác phẩm 610 của em Đây nó rất là to luôn anh chị nào đã từng mua 610 ở vườn em thì chắc cú là mình sẽ biết là đó là một cái cây tem đài loan nó về màu đỏ nha mình đang nói về đầu đỏ màu đỏ à, cả nhà hay biết là em chuyên về hàng đài loan và chuyên về những cái cây màu vàng cánh tia rất là nhiều đặc biệt là hàng đài loan nhưng hôm nay ở cái video này em sẽ lên một cái cây 610 đời đầu cho cả nhà mình cùng tha. sưu tầm thân lá rất là to và cái hướng này em trồng trong chậu 21 trồng trong chậu 21 nè cả nhà rất là to nha đó thì cả nhà nghĩ đi cái này là em vừa mới chia lại được một chú ở Sài Gòn thì em sẽ lên để chia sẻ cho cả nhà cái mặt hàng này nó rất là ít và đặc biệt cái cây bự như thế này thì nó càng ít hơn nữa cả nhà đây em sẽ chia sẻ cho cả nhà chú đó trồng hướng ba lá mà trồng trong chậu 21 luôn là cả nhà biết như thế nào và hiện tại chú đó trồng bằng cái dấn cộng cả nhà về mình thêm giá thể vô dùm em nếu như mà cái này không ai chốt thì buộc cái này không ai chốt thì để ở vườn em Em cũng thêm giá thể tại vì trồng khá là sâu cả nhà Nếu như cái cây này mà trồng lên bằng mặt chậu Như cái cách em hay trồng Thì cả nhà biết sao Có nghĩa là cái lá nó sẽ đụng cái nắp nóc, nóc móc này luôn nha cả nhà Cái lá nó sẽ đụng cái móc 21 này luôn Đó Tại vì chú trồng rất là sâu nè Cả nhà thấy không Trồng bằng dấn cộng và trồng rất là sâu luôn Mà cả nhà còn thấy cây nó rất là to và cao nếu mà mình trồng theo cái kiểu bình thường như mình hay trồng là mình hay trồng bằng cái miệng chậu á thì chắc cú với cả nhà là cây này nó sẽ đụng cái móc này Móc 21 Có nghĩa là cây nó sẽ rất là to và rất là cao Em chia sẻ một cái hướng 3 lá 610 như thế này là 650 000 em bao ship Anh chị nào thích siêu tầm cái hướng 610 này mời cả nhà mình cùng lên đơn Đây này em còn một cái chậu rất là to luôn Anh chị nào thích siêu tầm chậu to thì có thể tham khảo Cái này là em đưa lên để cho cả nhà mình cùng so sánh nha mình cùng so sánh xem cây nó to như thế nào là cả nhà và chú trồng rất là sâu những cái này mà cả nhà kéo lên nâng lên và thêm giá thể vô thì cây nó sẽ rất là to em chia sẻ cho cả nhà hướng ba lá như thế này là 650.000 em bao ship cả nhà yêu thích mã 610 em mời cả nhà mình cùng lên đơn nói chung là vào việc thôi cả nhà 610 rất là đẹp rất là đáng chơi và đặc biệt hoa rất là to vừa rồi nó nở ở vườn em hình như là 16 hay 18 xăng gì cả nhà rất là to và rất là đẹp luôn không cần nói chi đâu xa hết cả nhà vừa em vườn rồi mới nở và cái cây đó nở thì trộm vía bán hết nguyên lô luôn cả nhà bây giờ mới có nó lại và rất là may mắn thì cái lô này chú đó trồng rất là lâu năm rồi do chú đó tách chiếc trồng ra cả nhà chú đó kêu là chơi cây 610 này đã tầm mười mấy năm rồi và bây giờ có bao nhiêu là em gom hết á anh chị nào yêu thích thì em mời cả nhà mình cùng nhanh tay nha mã 610 nhanh tay nha cả nhà đó là cái cây đài loan đầu tiên tiếp theo cái cây đài loan thứ hai em có một cái hướng gót rên bao có trên bao này em vừa mới tách ra rễ còn rất là non và xanh luôn nè cả nhà rễ trắng tinh tại vì cái này em vừa mới tách ra để em thay chậu cả nhà nha em có một hướng gót trên bao như thế này em chia sẻ với cả nhà là 500 trăm ngàn em bao ship một hướng gót trên bao gót trên bao này là một cái cây của đài loan thì à, bữa giờ cái cây mà rầm rộ trên thị trường đài loan và trên thị trường ngay cả thị trường việt nam mình luôn là cái cây vua cưng sơn lai với gót trên bao gót trên bao là cây này nè cả nhà nó cũng sẽ là một cái cây vàng đỏ vàng ở viền cánh nó sẽ có một cái đường viền viền đỏ rất là đẹp tùy theo cây và tùy theo khí hậu tùy khi theo mỗi lần nở và tùy theo cây mình trồng đạt hay không thì hoa nó sẽ nở đạt hay không đạt nha cả nhà và đặc biệt cái cây gót trên bao này đa số thì em thấy nó nở lại bị lem nhem nhưng mà một cái hoa lan cách lây da cả nhà đã biết nở càng lem nhem càng đẹp nha cả nhà cây này em chia sẻ với một cái hướng như thế này hướng này là hướng đầu nguyên zin em mới tách ra nè cả nhà rất là khỏe nói chung là những công nhận phải công nhận những cái thằng xưa của đài loan thì nó khá là ok tuy là mặt bông nào cũng đẹp nhưng mà em phải công nhận nó về cái mức độ khỏe thì những cái thằng này thì nó khá là khỏe nha cả nhà mặc dù là nó chỉ là một cái hướng tầm trung thôi không có to cao bao nhiêu nhưng mà rất là khỏe lực nó ra rất là lực luôn hướng này em chia sẻ với cả nhà là 500 000 em bao ship anh chị nào thích siêu tầm cái hướng gót ren bao này mời cả nhà nhanh tay lên đơn nha hàng đài loan nha cả nhà hàng Đài Loan mà hàng đẹp chứ không phải là hàng à hàng xấu nữa cả nhà và đặc biệt những cái cây đó nó khá là khan hiếm trên thị trường luôn đây em có một cái lá 142 để chia sẻ cho cả nhà thì cái lá 142 này là em vừa mới tách ra và đang có một mầm như thế này cái nói chung này là lá đầu nguyên zin lá 142 này em chia sẻ cho cả nhà là 450.000 một lá như thế này cái lá này thì em sẽ gỡ ra và em ship cho cả nhà và đặc biệt anh chị nào mà sợ trồng hướng một lá như thế nào có thể như thế này, có thể chuyển khoản. Chuyển khoản cho em, em trồng ra rễ ấm chậu, em sẽ gửi cây cho cả nhà. Nói chung là em sẽ hỗ trợ cho cả nhà tới cái mức đó được thôi, còn nói mà chăm lâu dài thì chắc có lẽ em không hỗ trợ được tại vì cả nhà biết sao, vườn em nó khá là chật. Hỗ trợ trồng, chăm cho ra rễ ok rồi em sẽ gửi cho cả nhà nha. 142 này em chia sẻ hướng một lá một măng cho cả nhà siêu đẹp luôn, 450.000 cho hướng 142 như thế này. Anh chị nào yêu thích cái mã 142 màu cam này em mời cả nhà mình cũng lên đơn Một lá kèm một măng là 450.000 nha cả nhà Cả nhà thấy cái măng không? Đặc biệt cái cây này măng nó sẽ tím như thế này nè Mã này là mã 142, cả nhà yêu thích thì em mời cả nhà mình cùng chốt mã 142 Nói chung là nhanh tay chốt nha cả nhà Đây em có một cái hướng B5 vừa rồi mới tàn hoa Và cái cây này thì vừa rồi ở hội thi Hoa Lan Tiền Giang cũng có đem đi Để trưng bày á cả nhà, cây đó đạt giải không? Giải 3 hay là giải gì nè Nhiều quá cả nhà không nhớ nổi Nhưng mà em nhớ là trong điện thoại em có chụp Em chia sẻ cho cả nhà một cái hướng B5 như thế này Rất là đẹp luôn Ủa Cái hướng B5 này là cái lá đầu này nó bị khô mắt nè cả nhà Không biết sao cái lá đầu nó lại bị khô mắt Nhưng mà cái lá tiếp theo này là nó đang ra mầm như thế này nó đang ra rễ luôn Hướng B5 như thế này Em chia sẻ cho cả nhà là 550.000 em bao ship Thật sự báo rõ trên đây luôn tại vì sao em chia sẻ là 550 000 là tại vì nó bị khô khô mắt ở một cái lá như thế này cả nhà nhưng mà lá sau nó không khô mắt nó đang ra mầm là cả nhà thấy không anh chị nào yêu thích cái mã B5 này mời cả nhà mình cùng lên đơn thì đặc biệt đối với cái hướng này em báo rõ rất rõ trên đây là có một lá nó bị khô mắt cả nhà cả nhà mình cân nhắc kỹ trước khi chốt cái hướng này dùm em thì em cũng đã báo rất là rõ rồi cho nên là cả nhà mình cứ cân nhắc kỹ Nếu như mà mình cảm thấy ok Thì mình hãy chốt cả nhà nha Còn nếu mà không ok thì mình hoan hỷ mình bỏ qua cả nhà ha B5 này rất là đẹp luôn B5 cực kỳ đẹp và cực kỳ đáng chơi nè cả nhà Đẹp nói chung cây này là vàng Lưỡi nó sẽ có một bệt đỏ bệt, đỏ 1 phần 2 cái lưỡi cả nhà Bệt ngang 1 phần 2 cái lưỡi Cánh nó sẽ có tia rất là đẹp Và đặc biệt cây này cái kiểu dạng như là gần như là cánh sáp Em không nói 100% là cánh sáp Nhưng mà do cánh nó quá dày cho nên là có nghĩa là hoa nó sẽ rất là bền cho nên em nói nó na ná như cánh sát nha cả nhà cả nhà tránh hiểu lầm là cánh sát nói chung cái nào na ná thì em sẽ nói là na ná anh chị nào yêu thích cái mã b 5 này mời cả nhà mình cùng lên đơn rất là đẹp nha cả nhà bữa trước á thì em có chia cây này à. b 5 thì em có chia cây này rồi hình như chưa chưa cây này em chưa chia tại vì còn cái 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 cái, cái thân đang có hoa ở đây luôn mà cả nhà cho nên là em chưa chia anh chị nào thích siêu tầm cái mã B5 này Em mời cả nhà mình cùng lên đơn Đây là một cái mã B5 rất là đẹp Và rất là đáng chơi luôn nè cả nhà Đây rất là đẹp nha Tiếp theo em lên một cái hướng này chia sẻ cho cả nhà Chờ em xíu cả nhà Tại vì sẵn, sẵn em lên, lên hàng Đài Loan Thì em sẽ lên hàng Đài Loan luôn cho cả nhà mình cùng tham khảo Đây Đài Loan chính hiệu nè cả nhà Nói về cây trắng thì Đài Loan thì cây này là trùm Trùm luôn cả nhà, trùm trong dòng Đài Loan Em có một cái hướng phớt trôi đang nhú rễ và đang bật mầm rất là đẹp Cái hướng phớt trôi này em chia sẻ cho cả nhà là 750.000 em bao ship nha cả nhà Rất là đẹp, cái dòng phớt trôi này thì như cả nhà biết nói về màu trắng hàng Đài Loan Cây phớt trôi này là trùm luôn cả nhà, nó rất là đẹp và rất là đáng chơi Và hàng Đài Loan mà cả nhà biết sao, những cái cây này phải tách hướng bán luôn là cả nhà biết Trên thị trường nó sẽ khan hiếm như thế nào rồi cả nhà Và cái khả năng mà giống của nó càng ngày thì càng cạn kiệt cho nên anh chị nào mà thích siêu tầm cái giống này thì em mời nhanh tay cây này đang chuẩn bị bật hai mầm chứ không phải bật một mầm nữa cả nhà nói chung á quay cam sau á, thì em sẽ quay rõ cho cả nhà xem từng mắt nhưng mà cam trước thì nó hơi khó tí xíu cam trước xem rõ người nhưng mà lại không xem rõ cây được cho nên có nhiều cái video mà những cái cây nó bị kiểu như là nó bị khô mắt nhiều quá hoặc nó khô thân thì em sẽ xin phép em quay cam sau để cho cả nhà mình cùng tham khảo đây một cái hướng phát trôi đang đi hai lá và hai lá này nó đang bật mầm hết cả nhà đây là lá đầu cũng đang bật mầm và lá sau cũng đang bật mầm nè cả nhà thấy không cái mầm bên đây nó cũng đang bật mầm cây phết trôi này rất là xiên bông nha cả nhà hàng đài loan phát trôi rất là xiên bông tuy thân lá nó khá mảnh khảnh và nó 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 khá là 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 cao như thế này nhưng mà cả nhà xem hướng hai lá thì đều hoa hai lá luôn thật sự em dám khẳng định cây phát trôi này nó rất là xiên bông Thị trường người ta bán rất là cao luôn cả nhà Cái này là do hàng nhà em dân giống được Thì em mới bán Nói chung là lâu lâu mới có một hướng thôi Còn cây này em không dám chắc và không dám hứa với cả nhà Bán hướng này thì em sẽ còn nữa hết rồi Cả nhà không còn đâu Rễ nó đang nhú ra đang bật ra rất là nhiều luôn Cây này rất là khỏe cả nhà Mới găm từng một tuần thôi mà nó sẽ rất là khỏe Có nghĩa là cắt tầm 15-20 ngày rồi Nhưng em không có thời gian trồng Em treo lẳng treo lơ treo ở đó Và em mới vào chậu được một tuần thôi Mà rễ nó đã phúng ra như thế này rất là cao và rất là đẹp nè hai lá đều có cuốn hoa ai mà lấy cái hướng này thì về có thể tép cuốn hoa dùm em xem cái mức độ xiên bông của nó y như em nói không nha cả nhà rất là xiên bông 750 trăm năm rồi hôm nay ở cái video ngày hôm nay đa số thì em sẽ lên những cái mặt bông Đài Loan để cho cả nhà mình cùng tham khảo Em biết là sẽ có anh trên nhất nhiều anh chị thích cái mặt bông Đài Loan và hàng Đài Loan Và thật sự cái hàng Đài Loan bây giờ khó săn lắm cả nhà Rất là khó săn gọi là hàng Đài Loan mà đi đi nhập là mà mà nói là cái kiểu giờ đi nhập thì không có đâu cả nhà chỉ đi lục lọi và chia sẻ từng hướng từng chậu ở những vườn những cái chú cô chú lão làng chơi cách lai da thật sự nói chung để tìm xăng một cái hàng Đài Loan và là, là thật sự là một cái quá trình rất là khó khó lắm cả nhà nó không có dễ tìm như hàng Thái đâu tại vì hàng Đài Loan bây giờ người ta ít làm lắm cả nhà và cái khả năng mà để ra một cái mặt bông đẹp cũng quá khó cho nên thật sự mà nó là cái giá như vậy thì em thấy nó cũng tương đối vừa phải chơi cả nhà cứ trồng đi, cả nhà tin em, cả nhà cứ trồng đi, mình tự tay trồng ra một cái hướng hoa như thế thì mình sẽ rất là thích và cái cảm giác mà 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 tự mình trồng rồi tự nở ra một cái hoa nó đã lắm cả nhà, nó xuống lắm. thôi em sẽ làm video tới đây, bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video khác nha, bye bye cả nhà. em chúc cả nhà sẽ siêu tầm được những cái mặt lan mà mình yêu thích, đặc biệt những cái mặt bông hàng đài loan thì nói chung là cả nhà mà siêu tầm được thì em rất là mừng luôn. không, hàng những cái hàng đài loan này á, cả nhà thấy thì rất là ít Đài Loan nó làm dạng như là cái số lượng ít lắm cả nhà nó không có nhiều như hàng Thái cho nên thực sự mà nó cái giá trị của nó thì cũng tầm tầm trung dễ chơi lắm cả nhà thôi em bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha bye bye cả nhà nha